bằng giấy á, dừa thôi. Đổ. Rồi. Trùng sơn thôi, chúng thôi nó đổi màu hết đẹp. Ok. Sẽ vuột cái phần giấy nó đi các bạn. Con này cũng vậy. Vuột giấy nó. Co lại liền. Chang rắn mũ rồi. Chang rắn mũ. Dễ làm không? Thế là mình dao ngang gọn hơn. Dao cạo. Thấy ha, màu xanh cái đụng nước ra màu vàng. Để em cầm cho. À. Các bạn bỏ phần nội tạng đi nha các bạn. Mình chỉ ăn thịt nó thôi. Đây cũng là lần đầu tiên mà tôi ăn cái con rắn này các bạn, mặc dù là người lớn nói á là con này người ta ngâm rượu được là người ta ăn thịt được, không có độc, ăn không chết chứ phải là không có độc. Nó lộn quá, tôi chúa sợ rắn, nó đi ngoài đường tôi thấy con này chắc có nước rồi tôi đập nó chết thiệt, sợ chứ mà thấy nó đập rồi anh thấy làm độc đó, mặc dù anh sợ đó. Vậy. Đó, bỏ rắn vô nè. Rắn vệ sinh sạch sẽ hết rồi. Bỏ hết cái nội tạng đi. Đầu đuôi bỏ luôn. Để ớt. Để không hết. Lấy một muối. Này ớt tới sơn các bạn. Để dành mình chấm muối nữa. Cho một xíu nước mắm vô bà. Rồi cái lấy ít ít bột mình rắc vô. Ít bột nè. Rắc vô. Cho một ít dầu ăn, lấy ít dầu ăn nữa nè các bạn. Cho. Để rắn dàn trải ra cũng được. Đừng không lấy, con lấy tay con làm đi chứ, rửa tay. Tay làm rửa tay. Quấn lại các bạn, quấn nó nhìn cho nó kinh dị xíu. Cái này mục đích nó cũng chín. Chứ để chồng chồng lên nhau mất công ở dưới chín trên không chín. Để lộ thiên ra hết. Con này con bự nhất nè. Có một chút mà dầu ăn lên á, nó bóng. Ừ, vậy luôn. Mình sẽ quay mặt kia lên trên coi nha. Quay mặt kia lên. Đây, rắn lộc nước OK lên luôn. Các bạn đâm lớn bị nhiều ớt lên ăn mới đã các bạn. Dập dập vậy đó. Tay. Tôi cũng đang rất là háo hức các bạn, vì đây là lần đầu tiên mà tôi ăn rắn lục. Không biết nó như thế nào, ăn có chết chóc không. Nên tôi rất là vừa lo mà vừa sợ. Biết ăn xong chuyến này có tèo không. Nhưng không sao, làm thử đi. Người ta ngâm thuốc được mà các bạn. Uống gì ăn, nếu mà ngâm thuốc được là ăn được. Quạt các bạn, liên tục. Để tôi rưới nước lên các bạn. Rưới hết lên luôn các bạn. Có đâu cắt không?